Điều gì khiến lỗ chân lông cứ ngày một to quá? Chị em xem thử mình đang gặp phải vấn đề gì? Da có mịn đến mấy mà lỗ chân lông há miệng thì vẫn thật là chán. So với những vấn đề như da mụn, thâm nám, tàn nhang, thì lỗ chân lông to cũng là nỗi niềm đau đớn của nhiều chị em. Làn da ngay cả khi không mụn, mịn màng thì lỗ chân lông cứ toan hóa thì cũng toan. Một khi lỗ chân lông to, mắt thường nhìn qua cũng thấy thì dù bạn có trang điểm bao nhiêu lớp phấn nền cũng không thể che giấu được gương mặt sẽ giảm vài bậc nhan sắc bởi tình trạng lỗ chân lông nở to ở hai bên má mũi thậm chí là vô số mụn đầu đen cư trú lâu dài và đâu là nguyên nhân khiến lỗ chân lông cứ ngày một nở rộ như vậy 1. cha bước vào giai đoạn lão hóa bước qua tuổi 30, lượng collagen bắt đầu tục giảm không phanh khả năng tái tạo sản sinh eslatin collagen tự nhiên kém đi đáng kể lớp keratin không thể bong ra như bình thường dẫn đến giảm độ ẩm của lớp sừng phá hủy collagen và các sợi đàn hồi trong lớp hạ bì và từ đó lỗ chân lông bắt đầu bị tơi lỏng, dần lớn hơn. 2. da tiết dầu nhờn quá mức. Lỗ chân lông nở toát một phần cũng là do da tiết dầu nhờn quá nhiều, vậy nên càng là nàng da dầu, lỗ chân lông lại càng to. Lượng lớn dầu tiết ra trên da sẽ khiến bụi bẩn dễ dàng bám dính lại, các chất này có tích tụ trên da khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn và càng ngày càng nở ra, thậm chí gây nên mụn trứng cá triền biên trên da. 3. không chống nắng đầy đủ tia UV nếu tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp trong thời gian dài không chỉ gây sạm đen, mà còn làm sụt giảm lượng collagen và lỗ chân lông bởi thế mà càng ngày càng to hơn. Chính vì vậy nếu muốn lỗ chân lông không ngày một toan hóa, thì hãy chú ý bôi kem chống nắng thật cẩn thận và đầy đủ. 4. Không chú ý đến bước dưỡng ẩm cho da. Khi để cho làn da bị thiếu nước, độ ẩm, bạn đã vô tình khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, đồng thời làn da phải huy động lượng dầu lớn hơn để làm mềm bề mặt, khi đó da khô nhưng vẫn tiết nhiều dầu. Đây chính là nguyên nhân khiến lỗ chân lông ngày càng to trên da do đó bạn cần phải cấp nước, dưỡng ẩm đầy đủ trước khi tình trạng lỗ chân lông lâm vào cảnh vô phương cứu chữa. 5. Tẩy trang, rửa mặt không sạch Như đã nói ở trên, lỗ chân lông sẽ to ngoát ra nếu như bạn để chúng bị tắc nghẽn. Nguyên nhân tắc nghẽn chính ở việc da tiết nhiều dầu nhờn, da bụi bẩn và nếu da không được làm sạch cẩn thận mỗi sáng, tối thì tình trạng này ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, mỹ phẩm còn sót lại trên da cũng sẽ khiến da không thể hấp thụ các sản phẩm skincare tiếp theo, phá hủy độ ẩm và độ đàn hồi của da. 6. Tẩy da chết và làm sạch quá mức Tuy nhiên, nhiều người lại cẩn thận quá mức mà thực hiện bước làm sạch vượt quá mức cho phép. Ví dụ như dùng sữa rửa mặt cho chất tẩy rửa mạnh, rửa mặt quá lâu hay tẩy da chết quá thường xuyên. Việc này khiến da mất đi lớp dầu lớp sừng tự nhiên trên bề mặt, khiến da nhanh bị khô căng, tác động trực tiếp đến lỗ chân lông của bạn. Chính vì vậy mà rất nhiều bác sĩ da liễu đã khuyên, làm sạch cẩn thận nhưng đừng quá mức và chỉ nên tẩy da chết 2 đến 3 lần một tuần là đủ. 7. Thường xuyên dùng tay nặng mụn khi bị mụn, nhất là mụn lâu năm và việc bạn nặng vô tội và khiến lỗ chân lông tổn thương, viêm nhiễm nặng từ đó giãn to ra như các vết rỗ. Sự tác động mang tính tiêu cực này sẽ khiến vết mụn bị hỗn loạn, không những không thể loại bỏ mụn mà còn khiến mụn trứng cá sưng to và nghiêm trọng hơn. Dẫn đến hậu quả mụn càng sưng viêm, sau đó để lại sẹo thâm, sẹo rỗ, lỗ chân lông không to mới lạ. Thế nhưng mặc cho các chuyên gia da liễu ngăn cản thế nào, thì nhiều chị em vẫn tiện tay nặng mụn, chứ không dùng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào, cứ như thế đừng than trời vì lỗ chân lông to, do mình hết chứ chẳng cho ai.